Đây là lần thứ hai doanh nghiệp của tôi và các doanh nghiệp đồng hành đã tham gia chương trình Nối Vòng Tay Lớn của tạp chí Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Trong lần đầu tiên thì tôi cùng với ban biên tập của Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã đi trao các cái thiết bị y tế và quà tặng cho bộ đội biên phòng ở các tỉnh phía Nam khi dịch xảy ra. Và trong đợt dịch lần này thì Sài Gòn Thăng Long, An Cường và Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi đã cùng đồng hành với Thời báo Kinh tế Sài Gòn để tiếp tục đồng hành với chương trình của Thời báo. Và đợt này dự định của tôi và các bạn sẽ vận động và quyên góp 50 tấn gạo để trao tặng cho bà con đang gặp khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ của mình để cùng chung tay chính phủ đẩy lùi dịch bệnh. Hiện tập đoàn chúng tôi cũng đã triển khai các hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm, dụng cụ bảo hộ tại các nhiều khu vực cách ly trên địa bàn thành phố như quận 6, Bình Tân và một số địa phương tại tỉnh Long An. Trong đợt dịch Covid bùng phát lần này, quỹ Nụ Cười Hy Vọng trực thuộc công ty cổ phần Gỗ An Cường đã khẩn cấp trích ra 200 triệu đồng để hỗ trợ bà con trong các chương trình thiện nguyện hạt gạo nghĩa tình, để hy vọng là bà con có thể vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn này.